Rồi đây là một cái xe cũ của anh Đạt. Và hiện tại là xe đang trong cái quy trình mà rửa lại cái gầm xe á anh chị. À, để được tháo bốn bánh xe ra. Sau đó sẽ vệ sinh lại. À. Thì thật ra những cái anh chị nhìn được á là những cái xe đã được hoàn thành rồi đó. Còn đây là cái lúc mà bên Đạt chuẩn bị làm lại, nâng xe lên, tháo bốn bánh xe ra, tháo cả bánh xe Sipu ra. Bánh xe thì được bên Đạt chà rửa như thế này đó, nhưng anh sẽ được đi chà rửa như vậy. Xe sẽ được làm nguyên cái phần gầm nhau quýnh vậy. Kỹ thuật viên thì mang ống mưa vào để vệ sinh lại. Bánh xe thì sẽ được vệ sinh lại như thế này. Đất cát nào mà còn nữa. Thank you.